Công ty Nhôm đúc Nam Định xin gửi lời chào trân trọng nhất và xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Là đơn vị đi đầu trong sản xuất nhôm đúc, công ty Nhôm đúc Nam Định tự hào cung cấp các sản phẩm nhôm đúc cùng dịch vụ thiết kế thi công những công trình như sau: cửa cổng, cầu thang, hàng rào, lan can, bông gió, ốp trụ cổng, cột điện bằng chất liệu nhôm đúc. Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư năng động sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế, kết hợp đội ngũ công nhân kỹ thuật, các nghệ nhân tay nghề cao, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đảm bảo uy tín, chất lượng. Mọi thông tin quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ website www.nhomduc.nam.định.net. Cổng Nhôm Đúc Trương Mỹ, đây là khuôn em tạo, các khuôn mà các bác có nhu cầu đó, em tạo thành khuôn rồi có máy CNC, em tạo cho cái khuôn giống như cái mẫu của bác yêu cầu, khuôn gỗ. Đấy, các bác ở Trương Mỹ có nhu cầu muốn đặt nhôm đúc thì liên hệ số điện thoại cho em nhé. Mọi thông tin em để trên website. Trân trọng cảm ơn các bác đã xem video nhé. Chào các bác.